cái một vài cái ví dụ về cái hướng đối tượng ở trong việc là giúp chúng ta tiến hành tương tác với cơ sở dữ liệu đúng không? Đấy chỉ là một phần nhỏ thôi, sau này khi các bạn đi làm nó còn vận dụng nhiều thứ hơn nữa cơ. Và thì hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang một phần mới, đó là học về cái mô hình MEC trong lập trình PHP cơ bản. Và chúng ta hôm nay sẽ học về cái cách tư duy kiểu là làm MVC của dạng basic, giống như kiểu là các ở chỗ khác nó dạy. Và nếu mà được thì đến buổi đến cuối buổi tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái tư duy làm MVC nó theo cái hướng hiện đại hơn. Thì trước hết chúng ta cứ thử xem lại xem là cái nội dung của chúng ta đã có những cái gì và chúng ta đang làm web như thế nào. Được chưa? Thì ở đây chúng ta có gì? Khi tôi đã tạo cho là tôi duplicate cái L24 lên, tôi đổi tên thành L25 MVC. Và cái list này, list.php đúng không? Để truy cập được vào cái danh sách của bài viết thì chúng ta tiến hành là vào localhost cái gì 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 đấy, L25 MVC list.php đúng không? Vào đây xong rồi bắt đầu là tiến hành là xem chi tiết thì bấm vào đấy, chúng ta có detail.php bằng detail.php id bằng 1. Update thì chúng ta có là update.php id bằng 1. Ngoài ra chúng ta có thêm nữa là add new thì chúng ta có đẩy sang trang là add gạch ngang post.php. Xóa thì chúng ta có cái file là remove trừ post.php với id chuyển lên URL đúng không nhỉ? Đây là cách làm kiểu basic của PHP. Ai học PHP cũng phải làm những trò này. Đó là muốn xử lý cái gì, muốn xử lý chức năng nào thì link cái đường dẫn sang cái trang PHP tương ứng để chúng ta viết cái code PHP trong đó biên dịch, dịch ra và nó thực thi những cái công việc mà chúng ta yêu cầu. Như vậy thì tại sao người ta lại phải sinh ra một cái khái niệm gọi là mô hình MVC và nó có lợi ích gì? Chúng ta tiến hành so sánh trước nhé. Ví dụ đơn cử như là ở đây chúng ta thực hiện việc là thêm sửa xóa với một bảng đúng không? Đây chúng ta mới chỉ một bảng đúng không? Thì chúng ta đang sử dụng mấy file? Đang sử dụng mấy file đây? S1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 file. Biết kỹ thuật. Chúng ta cho một module. Tức là thêm bớt sửa xóa cho một cái bảng chúng ta sử dụng liệu thì chúng ta cũng tạm gọi là một module đi. Thì chúng ta tiến hành với 7 file. 7 file. Đúng không? Với ABC, tí nữa chúng ta nói chuyện đến. Cái nữa, đó là đây là cho một module nhá. Sau này khi mà cái lượng bảng ở trong cơ sở dữ liệu của chúng ta đúng không? Tương đương với các cái loại đối tượng mà chúng ta ở trong cơ sở dữ liệu nó nhiều lên trong một hệ thống rất là lớn. Những cái dự án nhỏ như kiểu là làm một cái trang tin tức hay là một cái shop online nó nhỏ nó xíu xíu thôi thì nếu mà các bạn thiết kế hoặc các gọi là lơ tơ mơ thì nó cũng sẽ rơi vào ít nhất độ khoảng 7 đến 8 bảng đúng không? 7 đến 8 bảng tương đương với 7 đến 8 cái module để chúng ta có thể làm việc với nhau, chưa tính là những cái đoạn là lôn cô ở phía sau thêm nó tương tác với nhau như nào nữa đúng không? Thì chúng ta sẽ có là ví dụ như kiểu là 7 module. Nếu mà là các bạn thì các bạn sẽ chia những cái module đấy như thế nào để quản lý được thêm sửa xóa cho bạn user nữa. Nếu các bạn thấy là các bạn thêm nhé. Cấu trúc thư mục để như thế nào, đặt tên file như thế nào để có thể giúp các bạn vào được cái đường dẫn để chỉnh sửa. Thứ nhất là hiển thị danh sách của user này. Thứ hai là thêm user này. Thứ ba là sửa. Thứ tư là xóa. Thứ năm là đổi mật khẩu. Đấy, năm chức năng đấy thì các bạn sẽ làm những cái file và những đường dẫn như nào. Cái đó đấy. Rồi chúng ta thấy là chúng ta làm cái kiểu rất là nông dân, sau đó sang cái này thì lên thành phố ấy. Đi xe máy. Còn đi ô tô là phân khúc phía sau. Dũng, nếu mà là Dũng thì Dũng làm gì? Tạo phần editor. Tạo thư mục không? Tạo cái thư mục. Directory là user. Xong rồi trong thư mục user này có là index. Index thì để delete .php. Xong rồi lại là s.php.
thì là màn hình thêm giao diện đi form ấy. Đúng không? À, update chấm php rồi thì save update thì cũng update đúng không? Ba chấm dưới nữa xong xong cứ thêm một module thì lại viết lại màn này đúng không? Ngoài ra còn gì nữa? Còn đây là mới chỉ là nói đến việc chúng ta thêm thuật toán dữ liệu thôi đúng không? Chưa tính đến cái việc là khi mà làm một website thì ta sẽ chia ra làm hai phía, một phía là client side, một phía là admin side. Client là ví dụ như kiểu đây, đây gọi là client này, ví dụ như này thì gọi là client này. Đây ví dụ tôi vừa làm cái trang này xong thì đây gọi là phía client này. Chúng ta chỉ có thể xem thôi đúng không? Chúng ta chỉ có thể xem được một cái nội dung nào đấy. Có thêm được không? Người dùng vào bình thường vào đây không đăng nhập đăng nhất gì có thêm được dữ liệu không? Không, họ chỉ xem và họ có thể là tương tác đến cái mức là ví dụ có nút like thì bấm vào nút like, lúc nào có cái màn hình là ghi nhận hay là liên hệ feedback thì họ mới viết dữ liệu ở đấy thôi. Đúng không? Họ chẳng làm được gì với dữ liệu của chúng ta. Mà chỉ có những cái người ở phía admin là cái phía quản trị ở phía này thì nó mới vào được. Đây, ở đây mới quản lý được. Thêm sửa xóa, đúng không? Ví dụ như thêm một sản phẩm thì lại bấm vào đây, ra cái màn hình như này để thêm sản phẩm, đúng không? Thì đấy là những cái người có thẩm quyền thì họ mới vào được. Thì đấy là cái admin này. Còn ở phía client thì chúng ta cũng phải có những cái màn hình riêng, những chức năng riêng. Nếu lại là dùng bây giờ quản lý hai phần này như này, tạo thư mục và admin, xong rồi tạo user đúng không? Bởi vì trong này họ sẽ thêm từ khóa người dùng mà, xong rồi tạo thư mục user nằm trong admin. Cái đường dẫn vào của lệnh của em nó sẽ là cái gì? Localhost sượt admin này, sượt user, sượt gì index chấm php này à, này ngoặc. Và ngoài ra nó còn thêm luôn php này. Sẽ lộ ra chúng ta code vào cái gì không? Đúng không? Code vào php thì tôi có cách hack của php đúng chưa? Đó, đấy là cái dở hơi. Ngoài ra này, nếu mà yêu cầu của dự án nó cần bảo mật, người ta không thích cái tên đường dẫn nó là cái chữ admin này thì nó có lỗi. Nếu mà khi mà em đặt tên thư mục là admin ấy thì có cái lợi gì? Khi mà em làm một cái em tạo ra cái phần gì nhưng mà người khác vào đọc của anh nhìn vào đây là admin thì nó sẽ dễ dàng biết được đây là cái phần nằm những cái file mà file admin nằm trong cái thư mục admin này, thì là sẽ là giúp em quản lý về phía tên sửa soạn dữ liệu, đúng không? Nhưng mà nếu mà với vấn đề bảo mật là khách hàng yêu cầu chúng ta cái admin thì là chúng ta không có phần này, chúng ta sẽ là passport thì sao? Thì sao? Thì đổi tên thư mục thành dashboard, đúng không? Nhưng dashboard này thằng mới vào làm sao biết dashboard này làm cái gì? Hoặc là ví dụ Dũng đang đi làm tự nhiên chạy ra ngoài kiểu vẽ chân nghỉ khoảng tháng, nó bắt một thằng gà mờ vào là nó có đọc hiểu tại mình tìm được cái rồi rất khó, nó khó, rất là khó để có một người mới join vào đây. Và đây là cấu trúc mà do chúng ta tự define ra, nó còn dễ nhé, đúng không? Sau này còn có những thứ nó phức tạp hơn, nhiều module hơn nhiều, chứ không chỉ có đơn giản như này đâu. Thì như vậy là nếu mà chúng ta hoạt động theo cái mô hình là code và phân chia thư mục kiểu như thế này thì dự án của chúng ta nó phức tạp quá, nó quá là phức tạp luôn, nó không biết là xử lý kiểu như thế nào, xử lý ở đâu ra làm sao. Chỉ có thằng nào mà tạo ra thằng đấy mới làm, nhưng nếu thằng đấy nó ra được nó đi thớt nó rơi đầu thôi đi luôn tìm được cái đó. Đấy là cái dòng của cái cách này. Ngoài ra cũng không tối ưu về cái tên đường dẫn, đúng không? Đấy là cái dòng thôi. Thì đấy là người ta nhìn nhận thấy cái những cái điểm dở này của cái việc tốt PP thuật PP theo kiểu nghi thơ hay tơ. Cho nên là người ta mới nghĩ ra một cái thứ người ta gọi là mô hình phát triển sản phẩm.
mô hình phát triển sản phẩm áp dụng cho các cái hệ thống web, hệ thống công nghệ thông tin là to không? Chứ thực ra làm những hệ thống khác cũng có thể làm MVC rồi. Được chưa? Mô hình này là gì? Nó sẽ phân chia chúng ta ba cái module, thực ra là ba cái thư mục to. Thư mục thứ nhất là thư mục model, chính là cái hôm trước chúng ta làm base model rồi, các cái model to nó. Thư mục thứ hai là thư mục MVP là view. View là biết là cái gì rồi đúng không? Là cái gì? Hiển thị giao diện. Toàn có HTML với lại lẫn code PHP ở trong đấy để echo, chủ yếu là để đóng vai trò là echo. Đúng không? Echo các thứ ở trong này. Module cuối cùng là module controller. Module controller. Thằng này nó sẽ đóng vai trò là cái thằng tương tác chính ở trong hệ thống này. Thì cái logic của cái mô hình này nó sẽ như sau này, các bạn nhìn nhé. Khi mà chúng ta viết một URL lên trên kia và enter xuống thì đấy người ta gọi là một cái request gửi đến trên cái server nhận, đúng không? Thì cái request nó sẽ đầu vào đây. Đây là request. Đây là request. Request lên ấy, thì cái đầu tiên nó sẽ nhận nó chính là cái này. Cái controller sẽ nhận request, phân tích cái request ra. Phân tích kiểu gì? Lấy tham số trên URL rồi phân tích ở xem cái đường dẫn là cái gì để tiến hành là cần dữ liệu gì, cần data thì là cái module này chúng ta biết lấy data như nào rồi đúng không? Tên module xong 2.2.file gì đấy đúng không? Hoặc là 2.2.web gì đấy gọi đấy là call module này. Và module này tương tác với một cái thứ nó gọi là DB database. Sau đó nó sẽ trả ngược cho cái module này dữ liệu data. Sau đó cái thằng controller lấy nhận được data rồi nó sẽ tiến hành là include một cái file view nào đó để giúp cho người ta hiển thị đúng là cái màn hình mà mong muốn và người dùng cũng mong muốn nhìn thấy. Và chúng ta khi mà làm cái mô hình MVC, cấu trúc thư mục của chúng ta nó sẽ như sau, rất dễ hình dung. Cấu trúc hệ thống của chúng ta như sau. Đây là cái thư mục app của chúng ta nhé, cái project. Chúng ta sẽ có một cái thư mục tên là controller, một thư mục tên là model, một thư mục tên là view và một file là tại index .php. Toàn bộ công dân của chúng ta chỉ có tất cả mọi thứ đưa hết vào trong ba từ. Sau đó nếu mà trong controller của chúng ta nếu mà tiến hành là xử lý về user ấy, thì chúng ta sẽ sinh ra các cái file tên là user controller, product controller. Và tất nhiên những cái này đều là class cả, lớp hết, đều là lớp. Module thì rõ ràng là class rồi đúng không? Và cái view này này thì nó sẽ là những cái file PHP thuần, PHP thuần để hiển thị hàng HTML, CSS và code PHP lớn trong này. Còn cái index này là gì? Đấy lúc các bạn đã học các bạn sẽ thấy cái thằng index này nó sẽ đóng vai trò là một cái thằng trung chuyển. Trung chuyển tất sau này nó sẽ có một cái cách để giúp chúng ta cứ có request gửi đến cái app này, cứ có request gửi đến app này đây, request gửi đến thì tôi sẽ có một cái cách là tôi không cần biết là nó sửa đến cái gì nhá. Tất cả các request của tôi đều đưa hết về cái thằng index này. Tất cả tất cả toàn bộ đều đưa hết về index. Và từ index này chúng ta sẽ có cái gì? Đọc được URL ở trên kia. Đọc được URL sau đó chúng ta sẽ tiến hành là switch case. Switch đấy, và case. Nếu cái URL của chúng ta nó có chứa cái sườn admin, tôi không cần chấm PHP, chỉ cần là sườn admin thôi, tôi sẽ code từ cái thằng index này, tôi code đến cái controller phù hợp, ví dụ như kiểu là user controller. Nếu là sườn là product thì tôi cũng lại từ index này tôi code đến controller, nhưng mà tôi code đến cái product controller. Code như nào? $CTR và CTR bằng new product controller. Code dòng xong chưa? Gọi tạo ra một cái biến thuộc về cái kiểu dữ liệu là product controller. Sau đó chúng ta gọi một cái hàm nằm trong này
để xử lý logic cho cái sửa product là hàm index chẳng hạn, hoặc là hàm s chẳng hạn. Thì như vậy chúng ta thấy này, URL của chúng ta có gì? Có PP không? Không. Bay không PP rồi. Và đến lúc này thì chẳng ai biết là chúng ta tốt vào cái gì, đúng không? Ngoài ra nếu mà chúng ta làm cái cách này thì chúng ta có cái gì? Nhận tham số vẫn như bình thường, vẫn nhận tham số như bình thường, không ai cấm cản chúng ta, được chưa nhỉ? Ngoài còn cái gì nữa? Còn không? Thêm vào nữa, bây giờ nếu mà ai trong project cũng làm cái cách này, bây giờ một người mới vào, chú sửa cho anh cái module của nó vừa làm cái product, bây giờ nó đang quen chân ở nhà, biết vào đâu để làm? Đúng, phải bắt đầu từ đây. Anh cho em URL. Đầu tiên là anh cho em URL của cái phần module anh giúp làm. Thì vào đây, URL đấy. Bảo ở đây ra cũng sẽ ra cái controller này, đúng không? Từ controller cần dữ liệu gì thì cô điện vào trong cái hàm cụ thể và xem cái module nó lấy ở đâu, rồi truyền ra đâu thì ở trong con product cái controller này gọi đến cái hàm cái file view tương ứng. Ai cũng làm theo cái logic là anh ấy làm cái module, anh ấy làm cái URL này cho em URL, hoặc là URL mới của anh làm cái gì cho em URL. Nếu chưa có em tạo ra thì tôi thêm một cây nữa là xong, đúng không? Và tôi tạo thêm một cái controller, hoặc là tôi tìm cái controller đã có sẵn rồi thì lại gọi module và truyền về đi. Ai cũng làm được cách này. Cho nên nếu một người mới vào dự án thì sao? Họ đều có thể hiểu được cái luồng dữ liệu chạy bao giờ cũng là một là vào app này, hai là vào index này, ba là vào controller này, bốn từ controller về module, năm là từ controller về view. Xong ở view người ta lại bấm một cái nút thì lại thay cái đường dẫn ở trên cái request kia, tương đương như vậy lại một cái request mới thì lại cái vòng đời để người đến lần lại cái này, đúng không? Đây là một cái vòng đời người ta quy định nó rất là rõ ràng để chúng ta có thể hình dung được cái app của chúng ta sẽ chạy từ đâu đến đâu, trong giai đoạn nào thì chúng ta tìm đến những cái file tương ứng để làm việc, được chưa? Cái này lợi ích của nó là gì? Một là cái vòng đời, hai khi mà dự án của chúng ta lớn rồi đấy, khi dự án của chúng ta lớn lên có thể là khoảng 20 người, 30 người, 50 người cùng làm một dự án thì họ sẽ có thể là nắm được cái luồng công việc của những cái người bên cạnh để họ có thể hỗ trợ nhau trong việc sửa một cái bug nào đấy, hoặc là cùng nhau phát triển một cái logic nào đấy. Biết lộ trình thì cứ thế mà đi thôi, chứ không phải là thằng này làm cái này tao tạo cái kia có được không, hay là cái kia nó ở đâu tìm nó khổ, đúng không? Đấy là cái lợi ích của nó. Và thêm nữa lợi ích là cái gì đây? Đường dẫn của chúng ta sạch hơn, code chúng ta giấu được, thì đấy là nó vừa đảm bảo về bảo mật, vừa đảm bảo về cái quy trình, vừa đảm bảo về cái luồng dữ liệu chúng ta định nghĩa ra. Và mọi người sẽ tiếp cận, tất cả mọi người, các bạn để ý này, tất cả mọi người khi mà đi ra ngoài đi làm, ai cũng sẽ biết MVC, nói chuyện với nhau, mày làm cái controller kia đi, có dễ hơn là mày vào cái thư mục admin của tao, đúng không? Sửa cái thư mục user của thằng bên cạnh, nó khổ không? Đúng không? Chúng ta nói chuyện nó dễ dàng, thông suốt hơn, thì đấy là cái lợi ích của nó, được chưa nhỉ? Còn thực chất ra cái MVC á, nó chẳng qua nó chỉ là một cái model, hay cụ thể hơn nó là một cái mô hình phát triển, và cụ thể hơn nó là một cái cách chúng ta tổ chức lại luồng dữ liệu, tổ chức lại các thư mục ở trong cái hệ thống của mình để làm việc cho nó dễ hơn thôi. Chứ thực ra các bạn vớ vẩn, các bạn làm theo kiểu PP thuần chạy còn nhanh hơn. Thật đấy, chạy nhanh hơn là cái chắc. Được chưa nhỉ? Chúng ta phải đánh đổi thôi. Được chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành làm cái MVC theo kiểu là cổ điển nhá, xem nó hay không. Thực ra có mỗi cái nó đều có những cái hay riêng của nó, thì chúng ta cũng phải học mót tí. Delete này. Xóa hết đi, giữ lại cho tôi cái thư mục module thôi. Chúng ta tạo thêm cho tôi hai cái thư mục tên là controller. Nhớ có chữ SC nhá, các bạn để tôi thay có chữ SC ở cuối. Bởi vì module là các cái đối tượng sẽ tương tác với cơ sở dữ liệu, nó chứa rất là nhiều module cho nên nó mới có chữ SC, controller của chúng ta cũng vậy. Và một file index. Đấy, cấu trúc của chúng ta chỉ có bằng này.
Những cái file này chưa có gì cả, có mỗi mô đồ có dữ liệu thôi. Không nhá, không nhá. Rồi bây giờ chúng ta làm như sau, chúng ta cứ tạm thời có một cái code PHP ở đây. If iset của cái đô la gạch dưới get, à quên, không phải if, đô la gạch dưới get là R đi, tôi cứ để lại biến R đi, bằng chu và u, à quên nhầm, lẫn với JavaScript URL bằng cái này, thì chúng ta có cái biến R này bằng cái URL của thằng này. Và nếu không thì cho nó bằng sược. Đây nó chính là cái URL tương tác ở trên trang trang chủ của chúng ta. Đây là cách cổ điển, nhưng tôi còn có những cách hay hơn, nhưng mà từ từ để học chậm thôi để chúng ta hiểu được cả. Xong chưa? Chữ R là viết tắt của từ round, là điều hướng. Cứ để thế thôi. Xong chưa? Chúng ta yết tiếp này, switch cái đô la R, à, cái đô la URL. Trong trường hợp nó là cái chữ là dấu sược này thì tương đương với đây là trang chủ. Thì chúng ta sẽ xử lý code thêm ở đây. Not found. Đây là trang chủ này. Thế bây giờ chúng ta có cái gì? Chúng ta tiến hành thử nhá. Tiến hành này. Include one, cái file là views sược client sược homepage .php. Ở trong cái view này chúng được chưa? Đến đây chưa? Cứ làm đi, đến đây đi đã. Xong chưa? Được chưa? Các bạn để nó include, tức là nó cũng bê nội dung của một cái file nào đấy đặt vào đây đúng không? Thì bây giờ chúng ta đang có cái thư mục view có rồi này. Thư mục client có chưa? Chưa thì tạo ra client. File homepage.php có chưa? Tạo tiếp. Cứ cái gì chưa có thì tạo. Xong. Đây là tôi sẽ viết là thẻ H1 ở đây là hello world. Đây là homepage here.
Được chưa? Xong chưa? Rồi chúng ta xem nhá. Đây, L25 MVC. Xóa cái list.php này đi. Thấy homepage here chưa? Thấy chưa? Có thấy đuôi gì không? Đúng không? Chúng ta có thể viết ở đây là index.php. Nó cũng vậy. Bây giờ tôi viết thêm một cái thứ linh tinh vào nữa. Hỏi chấm r bằng gì? Nó phạm. Nó không phụ thuộc vào cái đuôi đúng không? Tất nhiên chúng ta sẽ cũng sẽ có cách để giấu cái đuôi này đi luôn. Tí nữa chúng ta sẽ có cách giấu cái đuôi này đi. Nhưng bây giờ các bạn để ý này. Chúng ta đã có logic ở đây rất dễ. Đó là gì? Chúng ta nhận cái biến URL từ cái thành address. Sau đó chúng ta tiến hành phân tích cái biến URL đó để làm sao hiển thị những màn hình phù hợp. Ví dụ tôi có thêm một cái case nữa. Case là product. À, post đi. Post. Đúng không? Support 2 chấm. Break ở đây. Bây giờ tôi có cái gì? Tôi sẽ tiến hành là require one cái model sược post chấm .php. Xin lỗi các bạn chị. Đô la post bằng post 2.2.on như này đúng không? Tiến hành tiếp là include one cái view client, view client list to post chấm view client list to post chấm php đi. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta viết dữ liệu cho file listpost.php. Này thì listpost client này. Rồi tạo file mới tên là listpost.php. Trong này chúng ta có một cái table. Cái head là ID. Title đúng không? Tôi lấy tạm thời hai cái dữ liệu ra thôi nhá. Thì ở trong này chúng ta sẽ có foreach. Foreach cái biến ở đây chúng ta có cái gì? Cái biến post này đúng không? Copy post at p và b cái thẻ tr này lên trên. Chúng ta sẽ có đây là echo ra cái là $p cho đến id, duplicate lên $p cho đến title. Xong chưa?
Xong chưa? Chạy thôi. Xem con ra dữ liệu không? Cái này thì mình sẽ có R bằng gì? False. Xong chưa? Các bạn cứ thử R bằng false xem có được không? Có ra không? Có ai không ra không thì bảo. Để xuống nó xem cho. Có hiểu được không đã? Nãy giờ làm cái gì có hiểu không đã? Văn, có hiểu không? Chưa có gì khó đúng không? Bây giờ lợi ích, đây là chúng ta mới chỉ có hai thành phần này. Các bạn lưu ý, hiện tại chúng ta mới chỉ có hai thành phần. Thành phần đầu tiên là post là model. Đây, lấy model này. Thành phần thứ hai là gì? View. Mới động đến 2 trong 3 cái thôi, chưa có gì cả đúng không? Ở đây chúng ta đang hoạt động project theo hướng là gì? Phân tích URL, phân tích những tham số trên URL. Sau đó gì? Scope ra require những cái file cần thiết và lấy dữ liệu cũng như là include thêm những cái file cần thiết để hiển thị giao diện. Đúng không? Chưa có gì khó cả. Đấy nhỉ? Bây giờ khó hơn này. Khó hơn này. Nếu mà chúng ta làm như này, có khác so với cái project ban đầu không? Thứ nhất là về cái việc phân chia cái thư mục có khác không? Nếu mà bây giờ nếu tôi thích cái post này của tôi nó sẽ như thế này. Post. Cái này tôi không để là list post nữa, mà tôi sẽ chuyển nó sang, tôi copy all cái dữ liệu ở đây. Tôi chuyển sang đây là index. index.php. Tôi paste xuống đây và tôi xóa cái list post này đi. Rồi bye. Thì ở index này tôi có gì? Tôi sửa lại client này thành post, sửa index.php, kết quả nó vẫn như cũ. Này đã đủ để chia module chưa? Sau này có những cái module về danh sách bài viết, module về liên hệ, module về giới thiệu, chúng ta lại tách thư mục ra nằm trong phần client. Sau đó những cái màn hình nào trong phần admin thì tôi sẽ thêm một cái thư mục ở đây tên là admin, đúng không? Trong admin này sẽ có cái thư mục là liên quan đến auth, tức là login logout đấy. Thì ở đây tôi sẽ có thêm cái màn hình là login.php, đúng không? Sau đó vào trong trang chủ rồi thì tôi sẽ có cái thư mục tên là dashboard, đúng không? Trong này tên là index.php là trang chủ của cái màn hình dashboard, đúng không? Rồi có gì nữa? Thêm các màn hình ví dụ như kiểu là category là phần danh mục bài viết, đúng không? Tôi thêm tiếp các cái file là index, đây là hiển thị danh sách bài viết. Thêm mới đúng không? Thì chúng ta lại thêm là add.php, đúng không? Rồi thì edit các bạn không phải tạo đâu, .php, đúng không? Đủ chưa? Ở đây chúng ta không cần phải xếp, là không phải làm xếp ở đây. Làm xếp chúng ta tính sau. Này, chia cái thư mục của chúng ta nó rõ ràng, làm việc không bị đấm nhau, đúng không? Đây là một lợi ích. Ngoài ra cái cách chúng ta viết làm sao? Đến chúng ta là sinh viên còn hiểu được, nữa là những cái người đi làm. Có gì khó không? Nào, nếu có gì khó hỏi thì chúng ta giải đáp. Đàm có hiểu không? Nãy giờ làm gì có hiểu không? Hơi. Cứ thử đi các bạn, tôi cho các bạn thời gian để các bạn tạo thử cái URL các bạn thích và xử lý ra những cái màn hình các bạn thích. Cứ làm đi, thoải mái. Bây giờ này,
thêm đúng không? Chúng ta đang thắc mắc cái việc thêm dữ liệu như nào đúng không? Giờ có gì? Đây là case admin sửa add post chẳng hạn. Đúng không? Hai chấm. Phải xuống đây break đã. Rồi. Giờ sao nữa? Add. Giờ chúng ta sẽ include one cái client view chứ. View sửa client sửa category sửa add.php. Xong. Ở ngoài này thì chúng ta sẽ có một cái màn hình là để add đây đúng không? Chúng ta sẽ có một cái form. Form chúng ta sẽ lưu đưa đi đâu? index.php hỏi .r bằng save category save add. Bằng kết đi. Category admin chứ. Admin sửa category sửa save trừ add. Method bằng post. Method bằng post. Trong này chúng ta có một input. Đây là tag name bằng title. Đây là page post title. Và chúng ta có một cái button submit. Đây là chữ submit. Xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta đẩy nó lên này. Copy URL này. Rồi thì sao? Vào trang index tạo ra một cái cây nữa, case admin save add break. Lại break làm gì? Phải break. Rồi thì require one cái đô la à, cái model sược post.php lại model bằng new post đóng mở ngoặc model trỏ đến title bằng đô la gạch dưới post của cái title và tôi tiến hành gì và đâm ra cái model xong break thử cái nhá. Admin sửa add đúng nhỉ, add cái ngang post. Ôi giời ơi, include one view client category app.php xem đã, view client à đây là view admin, xin lỗi các bạn, view admin category app ra form chưa, viết text vào đây lên chưa, không thêm cái gì cả mà dựa vào cái đường dẫn này, các bạn muốn cái file xem cái file này cái đoạn này xử lý ở đâu đúng không, copy cái phần sau error này ra chưa, tìm có dễ không, xử lý nó như nào đấy, xử lý đây là lý do vì sao nó va đâm ra cái vừa rồi, xem đi có bị phần nào không hiểu thì hỏi để tôi xử lý cho. Smart hit. Đẩy lên. Chèo. Xử lý cực kỳ đơn giản, tạo ra một file index ở phía ngoài. Tạo duy nhất một file index ở phía ngoài. Sau đó chúng ta bắt cái biến error ở trên URL xem cái tham số của nó là cái gì. Truyền ở đây tham số của nó là cái gì. Thì truyền ra cái giao diện tương ứng. Đấy, truyền ra cái giao diện tương ứng. Hay là nhận những cái dữ liệu gửi lên từ form. Thì nó đúng là code PHP thuần, chẳng có cái gì. Hết phim. Có khoa học hơn cách chúng ta làm hồi trước. Khoa học hơn là một. Nhanh hơn là hai. Thank you.
biến lại biến post thành messy, mà cái bố dùng biến post messy. Thì hỏi chấm mà hỏi chấm r bằng mà break. Yeah.
đấy. Nên trên bồi chỗ nào có dây mạng bạn nhìn kìa. Để thua. Các kia đang xem chân nào đây? Đây là gì? Ở giao diện chẳng ai muốn hiển thị lỗi cả. Xong chưa? Sao? Sao các bạn không biết được? Đâu? Ai chưa? Vấn đề là gì? Ok đúng không? Bê hết vào như thế này. Em chỉ làm cái gì cũng phải làm một file còn chưa ăn ai, không bê lắm mà làm cái gì cũng giải quyết vấn đề. Chỉ làm một file thôi, chưa không? Ok. Nó cũng xin được có file rồi. Ok. Có post, post là có gì đâu. Tự nhiên đây là file để tìm này. Anh xem cái thư mục post là có gì không? Thấy không? Là nó chính là cái nội dung của cái file điện tử CMO ấy. Clip của em cũng có cái gì đâu. Đây này, nói này. Thì em tạo ra, em tôi đã nói là cái này là cái đường dẫn mình sẽ hiển thị cái file điện tử. Cái phần nào nằm trong Vim nó sẽ là những cái file điện tử dữ liệu. Thì nó sẽ là cốt HTML và cốt để dữ liệu ra. Thì ở đây chưa có những cái tạo ra chứ. Theo đúng cái điều dẫn không? Chúng ta có thể theo đúng điều dẫn không? Bye.
trên nhánh này này, chứ đừng có làm trên nhánh của tôi. Trên nhánh của tôi đâu. Xong chưa? Giờ chúng ta ở đây tôi chỉ chứng minh một cái điều là tôi có thể lấy được dữ liệu từ form vẫn theo cái cách này, và đến đây tôi hoàn toàn có thể xếp được, đúng không? Sau đó tôi redirect về đâu đấy thì kệ tôi, đúng chưa? Chẳng có đả động gì đến ai cả, đúng chưa nhỉ? Thì đây là cái luồng chúng ta để xem có đúng cái luồng tôi vẽ không nhá. URL vào này, URL vào này, thì nó vào đâu? Vào file nào? File xử lý index này, đúng không? Index chúng ta sẽ phân tích URL ra, chúng ta tạo một cái switch key. Nếu mà key mà rơi vào trường hợp nào mà chúng ta sẽ cần xử lý thì nó sẽ làm sao? Có thể là lấy dữ liệu thì chúng ta thông qua model thì require cái model vào. Hiển thị dữ liệu thì chúng ta để vào trong cái view. Xong chưa? Có thế thôi. Nhận form thì lại bắt đầu là nhận form, nhận dữ liệu từ form thì là dollar post như bình thường. Chẳng có gì mới cả. Hết phim. Được chưa? Gì nữa nào? Nhưng mà nếu mà chúng ta làm như thế này nó cũng có cái điểm rõ. Đó, nếu mà chúng ta xử lý tất cả mọi thứ ở trong đây, thấy không? Đều tất cả xử lý ở trong cái phần index này. Trong một cái website nó có hàng nghìn cái URL, có mà xử lý đến tên, đúng không? Cho nên chúng ta không thể nào mà duy trì cách này mà để lâu dài được. Thì chúng ta phải chia ra thêm là controller, tôi sẽ tạo ra đây là một cái file tên là home controller chẳng hạn. À chết nhầm. Home controller.php. Trong này code PHP. Code PHP. Và có cái gì? Class là home controller. Không extend thằng nào hết. Trong này tôi có một cái function xử lý cho trang chủ, tôi để là index không nhận tham số. Ở đây tôi tiến hành là bê nguyên cái code ở phía này, include ở đây, cắt tương vào trong. Và sau đó ở đây tôi có cái gì? Tôi tiến hành ở trên này, tận ở trên này cơ. Tôi đã tiến hành require one rồi. Cái file controller.homecontroller.php. Và đây tiến hành là cái biến là ctl bằng new home controller và gọi đến cái gì? Ctl trỏ đến index. Cái nào cũng thế. Xong chưa? Chạy vài trang chủ này xem có giống không nhá. Vẫn hiển thị như cũ. Đúng không? Code cái đoạn nào dài chúng ta đưa hết vào trong cái những cái hàm nằm trong controller. Bây giờ cái này là xử lý post đúng không? Tạo ra new file. Ví dụ tôi để là admin đi. Tạo thư mục tên là admin. Đây tạo thư mục tên là admin nhé. Tạo thư mục tên là admin. Và chúng ta sẽ có file là postcontroller.php. Ở đây tôi có require one thêm một file nữa là controller này. Admin sửa post controller. Thì ở đây tôi sẽ tiến hành là cắt hết cái đoạn này đi, lại ctl bằng new post controller đóng mở ngoặc. Ở đây tôi con ctl trỏ đến hàm list đóng mở ngoặc như này. Thì ở trong cái post controller tôi lại tiến hành php và tạo ra một cái class tên là post controller. Hàm này là hàm đấy, tôi để là hàm gì nhỉ? List không nhận tham số. Ở đây tôi bê nguyên cái mớ kia vào. Require model post đúng không? Copy đặt lên trên để còn dùng sau dùng lại. Rồi, ở đây dùng như cũ. Xem có ra không nhá. Hỏi chấm r bằng post. Vẫn như cũ.
chẳng qua là chúng ta đưa sang những cái chỗ khác nhau nó phù hợp hơn để xử lý mà thôi. Bây giờ tôi đẩy lên nhá để các bạn xem và chạy thử xem nó có khác gì không. Hay là những cái hàm nằm trong cái controller đấy, đây thực ra là đối tượng đấy, đúng không? Đối tượng thì chúng ta sẽ lần vào trong đấy xem là ở trong những cái hàm đấy người ta viết cái gì. Có vậy rồi. Khi làm MVC chúng ta có cái nguồn dữ liệu luôn luôn là index cho controller. Controller lấy dữ liệu thì đẩy vào model. Model tìm lấy dữ liệu từ model xong thì ở trong controller sẽ chuyển vào view. Đây là hết nguồn dữ liệu. Cực kỳ ngắn. Thank you.
Xong chưa? Nếu mà chưa quen thì nó sẽ nó hơi lỏng vỏ. Nhưng mà khi các bạn làm việc đó các bạn thấy là cái này nó giúp chúng ta rất là nhiều. Nó nhỏ. Đó đi. Nó không phải sợ là cái nào của ông. Nó đang ở đây. Được một thằng nữa, dám chỉ rồi, anh ơi, đi em nhá.
Đây không phải là tội của tôi nhá, đây là lỗi của hệ điều hành. Người không biết không có tội. Bên Linux có bị đâu? Linux chẳng nào bị cả. Được chưa? Xong chưa? Bây giờ này, bài tập này. Bài tập này, chúng ta làm cho tôi những cái việc như sau. Cái khăn lau bảng đó nhỉ? Bây giờ các bạn xóa hết đi, chỉ giữ lại cho tôi mỗi một cái URL thôi. Chúng ta sẽ phải luyện tập để làm quen cho cái mô hình này. Cứ làm quen những cái basic đã xong rồi sau này chúng ta mới chuyển sang những thứ cao cấp hơn. Chúng ta sẽ làm cho nó theo những cái màn hình này, URL bằng sườn, tức là homepage đúng không? Đây là trang chủ. Trang chủ có yêu cầu cái gì? Trang chủ sẽ là hiển thị danh sách. Hiển thị danh sách bài viết. Xong chưa? Cái đường dẫn là Adpost. Các bạn phải tự tổ chức lại controller nhá. Controller các bạn phải tự tổ chức, đây là tôi chỉ demo thôi. Thế là các bạn phải tự tổ chức lại cái controller của chúng ta và các cái file view của chúng ta, chúng ta phải tự tổ chức lại module thì gần như chúng ta phải tổ chức lại gì nào cả. Được chưa? Tổ chức lại cái cấu trúc thư mục. Ví dụ admin thì không cần không, nếu không cần thì bỏ nó đi. Rồi cái thư mục ở trong view này nó có cái client. Trong view này nó có cái client, có admin. Thì chúng ta nếu không cần thì chúng ta bỏ nó đi. Tạo thành những cái thư mục khác chẳng hạn. Thì đấy, đấy là các bạn phải tự làm cái việc đấy. Thì cái Adpost này nó sẽ làm cái màn hình là hiển thị form để thêm data cho bài viết.
Rồi thì cái màn hình là cái đường dẫn là save add post thì sẽ là lưu dữ liệu, lưu bài viết mới và redirect về trang chủ. Đây là ba trong ba cái URL này. Làm đi. Tự tổ chức, tự cấu trúc lại xem là nó có cái gì không. Chứ thực ra cái gì này nó cũng rất là dễ thôi. Làm đi xem nào. Cũng khóa luôn cái này đi. Khóa luôn cái gì của mình đi. Xong kéo lại. Làm đây. Thôi nha, không dai giết gì ở tầm này nha, Quyên nha. Làm bài xong đi rồi tối về thì cho đi chơi Trung Thu với nó. Ở nhà là ở đâu? Con bé cũng biết đi chơi nhưng không bao giờ biết muốn sử dụng. Ở nhà chỉ xem thì nó vào nhà mình nó xin tiền. Hả? Cái gì? Từng được mua nhưng mà toàn mua về toàn kiểu là khám nghiệm tử thi. Đi giờ vợ đánh que chân.
vì an toàn tính mạng của mình và cả nhà. Và hôm nào chúng tôi thứ tư là của em cũng muốn là ở đấy nhắc nhắc đến vợ năm ngoái về về nhà bà chị của vợ các bà ấy nấu làm bánh trung thu mình ngoái cái này sợ ngoái cái nhân kinh dị họ làm nhân bằng cái gì nhỉ người tiền sen sen không cái hạt sen nó bắt đầu là xây nhuyễn ra sau cho đường cho gì vào nó được quay nó đặt vào nó đặt vào đâu rồi cái này đúng không quay lại cái ngày nó vừa rồi này không biết không biết làm cái gì phải không không sai không làm cái gì đi làm đi làm cái chiếc bàn cái kia đấy tự làm đi à mấy cái tên có đều có khác đúng không để tên sai không để hạn chế gì không không có đạo mà đã làm trong một trường đã có những cái mà có trường từng giờ khi mà người ta làm đấy thì chúng ta muốn tương tác với Satori tạo ra những cái trường hợp cốt thì cốt một trường sau đó trao đổi lại những hàng ép hàng list hàng gì đấy chỉ một kho thì như vậy mình đã có trường hợp mình sẽ không bị bí tên còn nếu mà các bạn làm như ngày xưa ấy nữa sẽ làm cái trò này bí tên đấy hết một chỗ làm đi lúc đầu thấy nó hơi thế nào ấy mà rất tốt cho các bạn. Và ba năm thì bạn có thể đai là tốt nhất là ba năm thì cả bị đai nó được chặn những phòng sau nữa. Dậy đây mấy hôm suốt ngày nghe mấy cái bài này từ tuần trước giờ ban ngày nó cũng thế ừ cả ngày cả đêm ừ, ông đến mà xem xiếc
xong chưa? Có mỗi cái phần con này lâu thế. Xong chưa? Tạo ra cái URL, tạo ra cái màn hình giống như này. Làm đi đến tầm này là phải học xong cái mô hình có tư duy rồi. Phần này chúng ta bắt đầu phải tự tư duy rồi. Thank you.
không nhỉ? Kinh nhỉ. Hả? Nên ra ta bay luôn chứ gì ạ? Thank you.
chính mình. Rồi chữa nhá. Theo đúng yêu cầu trang chủ chúng ta hiển thị danh sách cái cách bảng viết đúng không? Cái này tùy thôi, chúng ta sẽ xử lý ở trong controller nào cũng được. Đấy là cách chúng ta, do cách chúng ta phân chia các hàm cũng như cách chúng ta tạo ra các controller. Ví dụ như ở đây tôi sẽ để ra đây là tôi vẫn cứ sử dụng home, tôi thích thì tôi vẫn cứ sử dụng home controller. Thì tôi sẽ có là biến CTL bằng new home controller. Và tôi sẽ gọi đến hàm là CTL cho đến index như bình thường. Được chưa? Vẫn xử lý ở đây. Và tôi sẽ vào cái file vào cái hàm này tôi code tiếp. Ở đây tôi cần sử dụng đến cái model là post đúng không? Thì tôi sẽ có là require one cái model sược post.php. Như này. Biết vì sao chúng ta lại lợi dụng như nào? Nếu theo như đúng như hôm trước của tôi ấy, thì tôi nói với chúng ta là khi mà require một cái gì đấy thì chúng ta sẽ sử dụng là giống như kiểu là đi sang những cái ngôi nhà khác để lấy đồ đúng không? Thì ví dụ như để lấy đến được cái post model này chúng ta phải lùi ra một thư mục để ra cái MVC này. Thì chúng ta phải làm như này là lùi ra này. Xong rồi vào trong cái thư mục model đúng không? Xong rồi đến model và post đúng không? Nhưng mà thực ra chúng ta không cần phải làm như thế này. Bởi vì hiện tại các bạn nhìn này, dữ liệu của chúng ta đang bắt đầu truy cập vào nó dừng lại ở cái thư mục cái file cụ thể là file index.php đúng không? Từ cái file index.php này nó truy cập vào trong cái model thì nó là sược post, sược model và post. Được chưa? Và sau đó chúng ta đơn giản ở cái chỗ này này, tại cái thời điểm chúng ta new này là chúng ta chỉ gọi, nhớ nhá, chúng ta là chỉ gọi cái hàm này ra thôi. Chứ còn thực ra khi mình đã require one, tức là bê toàn bộ nội dung của cái file home controller cái đưa vào trong cái vị trí là tôi require này, tôi khai báo nó ở đây. Cho nên là khi thực thi ấy, thì chúng ta lấy cái vị trí tương tác với các cái thư mục khác là nằm ở cái file index của chúng ta.
Cho nên là require gì thì require chúng ta vẫn để ở ngoài, ở cái là require one model post.php là xong. Bây giờ tôi sẽ lấy ra danh sách post bằng post 2.2.all và tôi truyền ra là file client homepage, thì tôi sẽ đẩy ra đây, tôi copy nội dung của cái file này, tôi vẫn để là homepage và dưới này tôi sẽ có một cái table là point post p, làm bên đâu chúng ta test lên đây. Ôi giời ơi, post controller not đây là admin post. Cái file admin index này chúng ta không, tôi vừa xóa file này đi rồi đúng không, cho nên nó sẽ bị lỗi đúng chưa. Bây giờ nếu mà chúng ta muốn hiển thị đầy đủ giống như ở bên cái phần chúng ta vừa làm trước đấy rồi ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể gọi cách bình thường. Homepage này, đây là author, chúng ta sẽ tiến hành hiển thị ra đây là p chấm get author name. Được chưa? Như chúng ta hay bị lỗi ở cái chỗ này, cái này ở bên Linux không bị, ví dụ các bạn cài Ubuntu, Fedora, Mac thì không bị, nhưng mà bên Windows thì xem nó sẽ check là bị bị kiểu là khi mà chúng ta có một cái ID không tồn tại ở trong cái bảng user ấy, mà đưa vào đây nó sẽ ra là null thì không chọn đến name, thì chúng ta sẽ là if chấm than $author, tức là không tồn tại cái author thì chúng ta sẽ return null để tránh lỗi, để nó sẽ, cái chỗ này sẽ thành một khoảng trắng, kết quả tương tự đúng không. Bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái đường dẫn vào trong cái file homepage này để chúng ta tiến hành là thêm dữ liệu, thì tôi sẽ có ở đây là thẻ A, ahref bằng index.php hỏi chấm r bằng s trừ post đúng không, s trừ post xong đây là add new. Được chưa, thì nó sẽ thay đổi cái này, thay đổi thêm cái r bằng ở trên này. Được chưa, hiện tại chúng ta đang chưa có cái chỗ nào để xử lý cái add post, cho nên nó sẽ hiển thị ở đây là not found, bởi vì nó rơi xuống trường hợp là default ở phía dưới này, không có thì nó rơi default là not found ở đây, nó không hiển thị lỗi như ngày xưa của chúng ta, nó rất là khó xem đúng không, 404. Bây giờ chúng ta cứ thấy not found tức là cái chúng ta chưa định nghĩa cái phần này. Đây tôi sẽ định nghĩa ra là f trừ post và tôi cũng lại có controller ở đây, tôi để không để là homepage nữa mà tôi sẽ sinh ra một cái controller tên là post controller, ngang hàng của thằng home controller này. Các bạn lưu ý khi mà đặt tên file nhé, tên thường thường tôi đặt tên bị tên lớp ấy, là tên các lớp thì cái chữ cái đầu tiên của các từ sẽ viết hoa và tên của controller nằm trong nó đúng là cái tên file này luôn, chỉ bỏ mỗi cái đuôi .php đi thôi, hãy lưu ý. Đó, và hàm ở đây là hàm add chẳng hạn, không nhận tham số, tôi chỉ đơn giản là require hoặc là include one, cái file là view sược client sược add new .php ví dụ thế. Sau này chúng ta sẽ phải tổ chức lại cái cấu trúc thư mục của chúng ta chứ không thể để nó tùm lum như này được. New ở đây xong, ở đây thì tôi sẽ đi lấy lại cái nội dung của cái bài hôm trước là cái phần add post này đúng không? Đây, tôi sẽ lấy cái form. Tôi vẫn cứ có thể là lấy user này ra được. Thì cái đấy tí tôi chuyển trong cái ra sau. Copy cái này về xuống. Và tôi đang chưa có cái biến user này đúng không? Thì ở trong cái post controller này tôi cần user thì tôi lại gọi đến cái model user. Require one cái model sượt user.php. Ở đây tôi muốn truyền cái biến user ra ngoài, tôi $usersc bằng user 2.2.all truyền ra ngoài. Bây giờ chúng ta chạy. Add gạch ngang post. Nhưng có gì đấy không đúng. À đây, cái này tôi dùng sai.
Đây phải là post controller, hàm là hàm add đúng không? Chuyển vào đây. Reload. View client, add new. View client. Và view SC. Được chưa? Người dùng là đây, submit lên. Thì chúng ta khi lưu ý submit này thì chúng ta cũng phải sửa lại cái URL nhận ở trên này. Thì chúng ta cũng lại có index.php hỏi chấm r bằng save s dụ thế và copy cái save s này đưa vào trong index, duplicate phần này lên, save s và lại post controller là save s, không truyền gì cả, chẳng truyền gì, copy. Ở đây chúng ta tạo ra một cái hàm là hàm save s. Ở đây chúng ta mới tiến hành là nhận tham số. Thì cái này tôi bắt trước ở trong cái project cũ của chúng ta, đó là sử dụng cái hàm save s post này đúng không? Lại mở ra và chúng ta copy, copy phần này thôi. Bây giờ chúng ta sẽ có như sau. Title vẫn mong post, title content created by new post. Thì ở đây chúng ta chưa có cái model post, chúng ta use nó lên này, post. Và nếu mà thành công thì là thêm mới thành, à thêm, nếu mà thất bại thì thêm mới thất bại, không thì redirect về index.php về trang chủ. Xếp thử coi. Được chưa? Làm mọi thứ rất là nhanh. Bây giờ xóa cũng vậy, xóa rất là đơn giản. Khi mà chúng ta đã có cái màn hình homepage này rồi, bây giờ chúng ta tiến hành xóa thì chúng ta sẽ có một cái thẻ DD. Ở đây là một thẻ A đúng không? Thẻ A nó là index.pp hỏi chấm r bằng remove. Remove đúng không? Bây giờ thêm tham số thì chúng ta là và ID bằng bằng tôi echo ra cái biến p trỏ đến id tức là chữ remove. Remove nhá. Bây giờ tôi lấy ở bên kia thì tôi sẽ tạo thêm một cái url là remove nữa. Duplicate này lên. Ở đây tôi sẽ đẩy vào controller vân và đẩy vào là remove. Dưới về xuống đây là hàm remove và tôi cũng đi copy lại cái nội dung remove ở bên kia sang là remove, đây remove post, copy y nguyên không khác gì nào. Xong xóa thử viết ngay. Ồ, về list nhỉ. À, đây là tôi header sang index.php. Được chưa? Làm nó rất là nhanh và chúng ta khi mà làm như này này, chúng ta sau này nếu mà trong trường hợp chúng ta sợ cái code này của chúng ta sai thì chúng ta có thể làm như sau. Đây là switch key cho cái homepage đúng không? Chúng ta tách hẳn cái file này ra. Cắt. Hoặc cắt nhỉ. Từ cho tôi tìm. Đây. Nếu mà chúng ta sợ nó dài quá, chúng ta hoàn toàn có thể tạo thêm một cái thư mục nữa. Tên là raw. Trong file raw này chúng ta sẽ có một file tên là custom raw. .php. Trong này một class thôi. Tên là custom route. Trong này chúng ta sẽ có hàm là hàm static function là client route. Client route. Và ở trong này chúng ta bê nguyên cái nội dung ở đây vào.
switch case. Trong cái hàm static này chúng ta sẽ nhận một cái tham số. Như mình có gì thiếu thiếu đây. Nhận một cái tham số đó là cái biến URL. Và chúng ta sẽ có cái ở ngoài index này chúng ta tiến hành require one cái route custom route .pt. Và dưới này chúng ta tiến hành là custom route 2.2. client đúng không? Nếu tôi nhớ không nhầm, client route và truyền cái tham số là URL ở trên kia xử lý vào. Kết quả tương tự. Có tương tự không nhỉ? Không hẳn. Copy. Đấy, use trên này. Đúng không? Không thay đổi gì nào. Thì sau này cái này nó có lợi ích gì? Nó có lợi ích gì? Chúng ta phân chia module ra thì mỗi người làm một phần. Tức là các bạn sẽ làm việc trên những cái file riêng biệt của từng phần module, controller và view. Không thằng nào đụng vào chân thằng nào. Chúng ta thấy chỉ có mới là lấy bài của tôi, lấy nội dung của tôi trên GitHub đẩy về code của các bạn có thấy vất vả không? Nhiều khi vẫn còn conflict đúng không? Và xử lý cái đấy các bạn rất là ngại. Nữa là khi mà một team khoảng 20 người làm trên cùng một sửa code thì cái việc conflict nó là tương đối nhiều. Cho nên nếu không phân chia công việc rõ ràng như thế này thì các bạn sẽ cả ngày chỉ có ngồi resolve conflict thôi. Thật mà. Đấy là sự thật. Cái này nó khi mà chúng ta phân chia ra các cái thư mục, các cái file rõ ràng đàng hoàng như này thì chúng ta xử lý mọi thứ nó đơn giản hơn. Và khi mà nhìn vào project cũng đỡ sợ hơn. Đấy là cái lợi ích của MVC đưa vào. Đây là cái MVC cơ bản. Thì chúng ta luyện tiếp, làm tiếp cho tôi một cái URL. Tôi sẽ đẩy cái này lên và các bạn lấy về nhé. Tôi sẽ làm tiếp một cái URL nữa, đó là cái update post. Và ở đây các bạn sẽ phải truyền ra cho tôi là cái hàm update và save update. Save update. Nghĩ cách và làm cho tôi hai cái hàm này để cho cái trường hợp update. Code cũ các bạn đã có rồi đúng không? Thì bây giờ các bạn sẽ làm thêm cho tôi cái phần này nữa. Đấy, luyện tập tiếp. Các bạn cứ làm đi, mấy nữa MVC nó hoạt động giống y hệt này. Mấy nữa Laravel nó làm y hệt này. Easy case. Thêm một cái lợi nữa, các bạn biết là cái lợi gì không? Ngày xưa dùng, còn nhớ bài học về session không? File nào dùng session thì file đấy phải có cái gì? Session start. Đúng không? Ở đây session start được không biết không? Index dùng ở một chỗ toàn bộ project của chúng ta đều được access, đúng không? Có tiện lợi hơn rất là nhiều khi mà đưa được vào một cái luồng dữ liệu. Hả? Chém? Chưa dạy à? Được rồi, để mấy đứa dạy. Hoặc là để buổi sau, đầu buổi sau nhớ nhắc tôi sẽ dạy luôn về session và làm login luôn. Login bằng session và cả login bằng cookie.
nghĩ đề tài đi nhá, nghĩ đề tài mà làm giao diện đề tài, làm DB đề tài dần đi. Chứ mấy nữa cái thời gian đóng lẽ theo cái lịch lộ trình ấy, là theo lộ trình cũ á, trước khi tôi thay đổi ấy, thì là chúng ta chỉ học hết MVC là chúng ta sẽ chuyển sang cái giai đoạn là làm dự án để mấy đứa bảo vệ để có chứng chỉ. Nhưng mà tôi không thích cái điều đấy, tôi muốn là chúng ta dành cái thời gian làm, còn mình còn khoảng mấy buổi ấy, thì chúng ta sẽ chuyển sang là học với Laravel, và cái thời gian các bạn làm dự án thì các bạn sẽ làm ở nhà, được chưa? Chúng ta có khoảng 1-2 tháng gì đấy để làm dự án thì sẽ làm ở nhà, chứ không phải là mang lên đây làm. Tôi sẽ chỉ hướng dẫn các bạn học về hướng đối tượng và framework Laravel sử dụng nó như thế nào, và chúng ta sẽ làm một cái project nhỏ nhỏ trên này.
ai sai hay cần giúp đỡ thì ở nhá. Mắt ngồi nhìn cái gì đấy, xong chưa? Người ta làm cái phần này chỉ 5 phút phát thôi. Cứ controller, model, view, có thế thôi. Năm mươi tư trưởng xong ngay, buổi sau chúng ta sẽ học về xét xử.
xong nhá, lâu thế. Khó khăn ở đoạn nào không? À. Hả? Nhưng mà liệu có làm không? Để thì liệu có làm được không? Hay là cần phải giúp? Hả? Chữa nha. Nè, chúng ta có update post. Thì update post sẽ xảy ra khi nào? Khi nào? Thì ở cái homepage này, thì như hôm trước chúng ta sẽ có một cái đường dẫn vào đây là update đúng không? Update trừ post với ID và chúng ta để trên này chữ update. Đúng không? Bấm vào đây thì nó sẽ sang trang update. Thì chúng ta cũng có cái custom route, update post và post controller hàm update. Chúng ta chưa có cái hàm này. Chúng ta sẽ tạo nó ra. Đây là add này. Chúng ta sẽ có cái update là duplicate cái này lên và update. Bây giờ cái chúng ta sẽ có thêm một cái biến là ID hoặc là model luôn đi. Model bằng post 2.2.file ra cái $ cái dưới get ID. Đó, và truyền ra cái view là update update.php. Thì cái view update này chúng ta chưa có thì tạo ra update.php. Và cái này thì tôi lại đi lấy lại cái màn hình update hôm trước. Tôi copy lại cái form này. Làm EC nguyên thôi. index.php hỏi chấm save update đúng không nhỉ? Save update rồi bằng save update method post. Đây là cái biến post rồi. Tôi sửa cái này thành post. Xong, giờ chúng ta test luôn. Update này, đúng chưa? Anh Văn test update MVC. Save lên có được không? Có save được không? Nhớ lại xem đã xử lý code cho save chưa? Chưa? Làm gì đã viết gì đâu? Đây này. Chúng ta đang có save update nhưng mà đã có cái hàm này trong code controller đâu. Chưa có thì tạo ra thôi. Đây là save as rồi nhá. Chúng ta sẽ duplicate nó lên để chúng ta có một cái hàm là save update nữa. Save update. Thì ở đây tôi cũng lại đi lấy lại code ở bên kia thôi. Save update post. Lấy ID. Lại header location. Xử lý giống y hệt như cách chúng ta dùng dùng cách cũ đúng không? Logic vẫn vậy. Chẳng qua là chúng ta tổ chức lại cái các cái luồng đi của cái MVC này thôi. Là redirect về index.php. Và ở đây chúng ta tiến hành là save xuống. Test update MVC, update cái nữa, version 2, chưa, giống y nguyên, chẳng khác gì nào, đây là code, và đặc biệt là các bạn chú ý đến cái này, cái route này nó là nơi trung chuyển, điều hướng bắt đầu vào chỗ nào đấy của chúng ta. Còn hôm sau chúng ta tiến hành học session cookie, thì tôi cũng sẽ tranh thủ dạy thêm cho chúng ta cái HTAccess để giúp chúng ta điều hướng mọi thứ và chúng ta bỏ được cái file index.php đi. Đấy là cách chúng ta sẽ làm với cái MC, MVC mà chúng ta đang học ở đây. Đấy, bài hôm nay tóm lại là còn bằng ngày thứ 1. Các bạn phải cố gắng học xong ngày hôm nay thì phải cố gắng nắm được cái luồng dữ liệu và cách xử lý. Thế không? Chứ còn MVC nó cũng không có gì nhiều cả. Dùng như nào, gọi cái lớp gì chứ không phải là quá phức tạp. Hết phim. Đẩy code lên nào.
như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể là ở trong một cái file view ấy, nếu mà chúng ta tổ chức tốt đấy, đây view sược post chẳng hạn đúng không, thì chúng ta lại có tổ hợp file là index này, update này, add new này, xong rồi category cũng lại có thư mục category và lại list, add new, update, tên file giống hệt nhau, mỗi tổ hướng dẫn khác nhau, thì chúng ta tiết kiệm được cái không gian tên. Và hôm sau thôi namespace để buổi sau, namespace buổi xong, có bao giờ dạy về cái composer thì sẽ dạy thêm về namespace.